Đây là trường hợp của bệnh nhân Đào Văn Việt, 36 tuổi, sống tại Gia Lâm, Hà Nội, đang công tác trong lĩnh vực cung ứng ra thị trường các sản phẩm về gạo. Qua các thông tin chia sẻ, anh Việt đến Thu Cúc TCI để khám và điều trị sỏi thận. Mình bị sỏi thận lâu năm rồi, phát hiện ra từ năm 2006 cơ, nhưng mà nó không đau, dẫn đến là mình không mổ mà mình chỉ sử dụng thuốc ná. Từ ngày xưa mình chỉ sử dụng thuốc ná, có những các loại ná này để mình uống. Mọi hoạt động liên quan đến sức khỏe của anh thấy nó bình thường. Tuy nhiên thì cái thời gian gần đây ấy thì anh thấy nó đau nhiều quá. Với lại nó bị tức ở cái phần bụng bên trái này, thế nên là anh đi khám. Qua thăm khám và kiểm tra có thể thấy, với viên sỏi đã nằm trong thận trái khoảng 17 năm, không những không được bào mòn nhỏ bớt và thoát ra ngoài sau khi uống các loại thuốc lá, mà còn gia tăng số lượng và kích thước gây giãn đà bể thận với đường kính lên đến 27mm. Ngoài ra, bệnh nhân được xác định có niệu quản hẹp, chính vì vậy việc nong niệu quản đặt sông GG và thực hiện tán sỏi nội soi ống mềm là kém hiệu quả. Vậy nên để xử lý sỏi thận trái nằm dài rác đài thận với viên lớn nhất kích thước 10x17mm, thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Huy Nguyên đã chỉ định điều trị bằng giải pháp công nghệ cao là tán sỏi qua da đường hầm nhỏ bằng laser. Thông qua chỉ một lần thực hiện và một đường hầm mini duy nhất vào thận với vết chích siêu nhỏ 5mm trên da, viên sỏi kích thước lớn đã được bắn vỡ thành vụn nhỏ bằng nguồn năng lượng laser công suất cao, vụn sỏi sau đó được trực tiếp hút gấp ra ngoài. Sau một ngày nằm viện, sức khỏe anh Việt ổn định, bệnh nhân đã có một vài chia sẻ sau quá trình thực hiện tán sỏi qua da đường hầm nhỏ tại Thu Cúc TCI. Anh chỉ tìm hiểu một vài thông tin ở trên mạng, trên báo. Anh cũng không biết được, tại vì anh chưa làm bao giờ, anh cũng chưa hình dung ra như thế nào. Nhưng mà khi đến với cái công nghệ ở đây, anh thấy nó, mình đánh giá theo cái cảm tính của mình là mình thấy là nó tuyệt vời. Tuyệt vời ở đây là gì? Là nó giúp cho cái người bệnh như là nó không bị đau. Và thứ hai nữa là cái phương pháp này nó rất là nhanh. Qua trường hợp của bệnh nhân Việt, các bác sĩ chuyên khoa tiết niệu tại TCI nhận định người bệnh mắc sỏi thận tiết niệu nên nhanh chóng đi thăm khám và điều trị, tránh trường hợp sỏi không gây triệu chứng nên không điều trị hoặc điều trị bằng các loại thuốc lá, thuốc nam lâu ngày gây suy thận, mất chức năng thận. Dưới đây là chia sẻ của bệnh nhân về toàn bộ dịch vụ điều trị sỏi công nghệ cao tại TCI. Về dịch vụ tại Thu Cúc như mình vừa trao đổi vừa nói rồi đấy, thì là ngay từ khi mà mình bước chân đến để mình thăm khám, mình thấy là từ cái khâu mà các bạn lễ tân, các bạn tiếp đón, hướng dẫn đến bác sĩ và đến đội ngũ y tá tại Thu Cúc này, mình thấy rất là tuyệt vời. Ăn ở, sinh hoạt, điều trị mình thấy rất là tuyệt vời. Mình đánh giá 5 sao. Qua đây thì anh xin phép trân trọng cảm ơn bác sĩ Huyên đã mổ cho anh, và trân trọng cảm ơn đội ngũ y tế, y tá như là cô Phúc, anh Thảo và các anh các chị khác đã chăm sóc giúp đỡ anh trong thời gian anh điều trị tại bệnh viện. Trân trọng cảm ơn. Có thể thấy với phương pháp tán sỏi công nghệ cao tại Thu Cúc TCI, không chỉ anh Việt mà nhiều bệnh nhân khác đã thoát sỏi đeo bám lâu năm bằng công nghệ hiện đại, dịch vụ đẳng cấp với đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, trong đó có thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Huy Nguyên, chuyên gia 40 năm kinh nghiệm luôn ưu tiên điều trị bằng các phương pháp hạn chế xâm lấn, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. Thu Cúc TCI, tán sỏi công nghệ hiện đại, giải pháp xứng tầm 5 sao.